Dắt buổi chiều đó là khoảng 5 giờ, hơn 5 giờ chút thì cô đi tắm. Nhưng mà thường tắm là cô xối hai cái chân trước. Thì cô chỉ mới xối có hai ca nước vô chân thôi. Thì cô phát hiện là cái chân bên phải của cô nó yếu, từ với cái bàn chân nó yếu lên. Cô lập tức cô đi trở lại vô phòng liền. Tại vì toilet nó nằm ở trong phòng ngủ của cô. Cô đi lên giường, ra giường. Mà cô không dám ngồi luôn nha. Cô nằm xuống, cô mới lấy cái điện thoại cô gọi cho em cô. Thì khi mà cô gọi đó, nói chuyện đó, chưa xong nữa là cái tay phải của cô nó liệt luôn. Nó không có một cái biểu hiện gì cho mình biết trước là mình sẽ bị tai biến hết. Thì cái ngày đó cô rất là thoải mái. Cô không có bị cái gì hết trơn, không mệt mỏi, tim cũng không có đập loạn nhịp, không nhức đầu, không chóng mặt. Mà đến khi đi tắm thì nó bị như vậy. Tức là mình không nghĩ là mình bị luôn á. Cái lúc mà cô gọi điện cho em cô thì cô nhớ nha. Rồi xong, rồi nó vô, khi mà nó đưa cô, nó chuyển cô ra xe để đi cấp cứu á. Thì lúc đó là cô cũng không có, tức là hình như là mình lơ tơ mơ rồi. Cô nghe tiếng em cô nói là chị con ơi ráng nha, sắp tới bệnh viện rồi. Là lúc đó hình như là cô bị nhức đầu, cô nhớ là cô bị nhức đầu và cô buồn nôn. Đó, rồi xuống bệnh viện đa khoa thì hết biết gì rồi. Thì xuống bệnh viện đa khoa cấp cứu thì khi mà chụp CT á, thì bác sĩ nói là xuất huyết não nặng đó, ca này nặng á, chuyển thành phố. Thì em cô nói là không chuyển thành phố, chuyển qua bên đây, chuyển qua bệnh viện SDS. Tại vì bệnh viện này nó chuyên khoa rồi, chuyên cấp cứu tai biến đột quỵ rồi, chuyển qua bên đây. Nó dứt khoát chuyển qua đây, nhưng mà thật sự nếu mà cô nghĩ là nếu chuyển đi lên thành phố chắc là cô không được như vậy đâu. Cô nói thiệt luôn á, nằm trong ICU ha, cô tỉnh lại đó, cô thấy cô rất là khỏe luôn. Mà có thất sắc thiệt nha, tại vì mình nằm ở trong đó mấy ngày nữa ha. Nhưng mà khi mà ra ngoài rồi đó là bắt đầu cô từ từ là cô tươi lại liền ha. Cái việc chăm sóc của nhân viên y tế ở cái bệnh viện SDS rất là tốt, rất là ok. Tại vì khi lúc mà cô hôn mê thì cô không biết, nhưng mà khi cô tỉnh lại thì cái cô đó tới đo thân nhiệt với lại mà huyết áp cho cô. Thì cô hỏi cô rất là nhẹ nhàng, cô hỏi cô ơi cô khỏe không. Lúc đó cô trả lời là cô khỏe, cô khỏe lắm. Là cô nhìn cô rất là vui, cô nói con chúc mừng cô nha, như vậy là cô đã vượt qua rồi đó. Bây giờ cô khỏe rồi đó, cô chúc nó cô được ra ngoài rồi, cô ra ngoài rồi người nhà chăm sóc cho cô đó. Nhưng mà khi mà cô nói á, như là cái nguồn động viên mình á, là mình nghe mà mình trợ thì các cô nó lúc đó là cô cảm thấy cô xúc động. Nhưng mà cô ráng dằn nha, cô biết là mình bệnh, mình mới vừa tỉnh lại thôi. Và khi mà cô nói gì y như là người nhà vậy đó. Cô nhớ cái cô đó, cái lời cô nói rất là nhẹ nhàng. Thì chúng ta biết rồi, đây là một cái trường hợp bệnh nhân có cái biểu hiện lâm sàng là điển hình của cái đột quỵ. Nghĩa là bệnh nhân trước đó là hoàn toàn bình thường, tự nhiên rồi là nhức đầu, rồi nôn ói, rồi lơ mơ, rồi sau đó hôn mê. Thì đây là một cái diễn tiến mà khá điển hình dự đoán một cái xuất huyết não. Tại vì nếu một trường hợp mà bệnh nhân bị nhồi máu não đó, là đa số các trường hợp là bệnh nhân đến bệnh viện vẫn còn nói được, một số trường hợp là thậm chí là vẫn còn nhận biết được xung quanh, chỉ có yếu liệt tay chân thôi. Còn trong cái bệnh cảnh của xuất huyết não đó, thì phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện là hôn mê sâu hoặc là hôn mê giống như trường hợp này. Thì sau khi bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ thì chúng tôi tiến hành cho chụp cái MRI, thì chúng tôi thấy là đây là một cái xuất huyết não rất là lớn. Thì các đồng nghiệp cũng tiến trước cũng đã biết rồi, đây là một cái xuất huyết não khá là lớn. Tuy nhiên tình trạng bệnh rất là nặng, do đó thì đa phần tại phòng cấp cứu các bệnh viện đó, thì theo cái lối mòn cũ hoặc là theo những cái kinh nghiệm trước đây, thì phần lớn là người ta sẽ giải thích là bệnh nhân tử vong. Và chuyển có chuyển đi đâu đi chăng nữa cũng là để xoa dịu cái gia đình của bệnh nhân. Tuy nhiên thì với sự ra đời của bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ thì chúng tôi mang đến những cái công nghệ hiện đại nhất, những cái phương pháp điều trị mới nhất, và cái khoa hồi sức, đặc biệt là những bệnh nhân này đó, thì vấn đề thành công thất bại là liên quan rất nhiều đến khoa hồi sức.
Tại vì phần lớn những bệnh nhân mà nằm ở các khoa hồi sức mà quá tải đó, thì sự lây nhiễm chéo rồi nhiễm trùng bệnh viện thì nó làm cho cái đa số người bệnh đột quỵ không chết vì đột quỵ nhưng mà chết về những là nhiễm trùng bệnh viện và tử vong. Và nhiễm vi trùng kháng thuốc cũng gặp rất là nhiều. Và để giảm bớt được cái gánh nặng đó thì với sự ra đời của bệnh viện đột quỵ Tim mạch Cần Thơ, chúng tôi đầu tư những cái trang thiết bị máy móc hết sức là hiện đại, và kể cả phòng hồi sức chúng tôi sử dụng không khí giống như ở phòng mổ, điều kiện vô trùng là tốt nhất có thể, không khí luân chuyển về áp lực âm, áp lực dương, rồi là hút đàm riêng, hút nội khí quản riêng, rồi vệ sinh tay, nói chung là chúng tôi tất cả những cái quy trình chúng tôi kiểm soát làm sao cho bệnh nhân giảm được cái nguy cơ chống nhiễm khuẩn tốt nhất, nghĩa là chống được cái nhiễm khuẩn bệnh viện tốt nhất. Và quay lại trường hợp này thì với cái hình này đó thì cái lượng máu tụ là cái đường kính là tới 6 cm, và nếu như chúng ta không có cái điều kiện hồi sức tốt thì bệnh nhân là sẽ tử vong. Và trên cái hình ảnh này thì phần lớn các trường hợp chúng ta dự đoán đó chính là tăng huyết áp. Và cái việc điều trị cốt lõi là chúng ta hồi sức, kiểm soát huyết áp, cho thở máy và chống nhiễm trùng, chống loét, vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Và làm sao bệnh nhân qua được cái giai đoạn cấp này thì cái não nó sẽ, cái phần máu nó tự tan dần và bệnh nhân thì sẽ phục hồi. Giống như chúng ta chứng kiến ngày hôm nay, bệnh nhân có một cái phục hồi rất là tốt. Và chính bản thân tôi thì cũng đã gặp rất là nhiều, chúng tôi đã cứu rất nhiều thành công những trường hợp xuất huyết não nặng như thế này, kể cả xuất huyết cầu não, hành não trước đây chúng ta cũng đã từng biết. Và đây cũng là một minh chứng nữa cho cái tình trạng là điều trị đột quỵ theo một cái tiếng chuyên khoa thì là tốt hơn so với chúng ta nằm ở các bệnh viện mà quá tải. Và một cái vấn đề nữa là trong trường hợp này cũng như nhiều trường hợp khác thì cái vấn đề truyền thông cho bệnh nhân ở khu vực miền Tây là hết sức là quan trọng, cũng như là truyền thông cho các đồng nghiệp ở khu vực miền Tây, đó là cái điều cũng quan trọng không kém. Đó là hiện nay thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức đi đến từng sở y tế các tỉnh thành, đi đến từng tuyến huyện để mà có những bài giảng mà chia sẻ và để giúp cho bệnh nhân có một cái hợp tác tốt nhất. Và nhân đây chúng tôi cũng muốn khẳng định với các đồng nghiệp rằng là hiện nay tất cả những vấn đề liên quan đến đột quỵ thì chúng tôi đã giải quyết được tốt nhất ở khu vực miền Tây. Do đó thì chúng ta không cần phải tư vấn chuyển bệnh nhân lên thành phố Hồ Chí Minh nữa, gây ra quá tải và chậm trễ trong quá trình điều trị những thời gian vàng. Đó là yếu tố cốt lõi trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Và tại bệnh viện đột quỵ Tim mạch Cần Thơ chúng tôi còn có chụp chẩn đoán từ xa, đó là chúng ta có thể tầm soát được sớm cho những trường hợp đột quỵ mà tránh khi nó diễn ra như thế này. Thì đó là một trong những cái mục tiêu chính trong vấn đề mang cái kiến thức y khoa cập nhật cho cộng đồng để chúng ta điều trị dự phòng đột quỵ từ xa, chứ không phải để xảy ra đột quỵ rồi chúng ta mới chữa thì cái hiệu quả nó sẽ không cao. Ồ, cô rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ và y tá điều dưỡng cái bệnh viện này đã chăm sóc cho cô. Cho cô coi như là cô được khỏe như ngày hôm nay, cái coi như là cô chết đi sống lại đó. Cô rất là biết ơn bác sĩ Cường rồi bác sĩ Thọ nữa. Nếu mà có cái bệnh viện ETS này ở miền Tây này đó, là như là một vị cứu tinh đó, cho những người bệnh tai biến và đột quỵ. Tại vì nếu mà chuyển lên Sài Gòn xa lắm, rồi nếu mà kẹt xe hoặc giả là trên đường đi mà xe nó nổ lớp hay gì đó là xong, chết chắc. Còn như ở Cà Mau lên đây cũng gần, ở tất cả các tỉnh miền Tây tới đây đều rất là gần. Nói như cô Vĩnh Long qua đây thì rất là nhanh luôn, bởi vì là cô bác sĩ nói là cấp cứu rất là kịp thời, còn trong cái gọi là cái giờ vàng á, thành ra là điều trị cho cô tốt hơn. Đó thì cô cũng mong là mọi người bệnh nó biết tới bệnh viện này để mà tới sớm để mà điều trị kịp thời như cô. Nó để được khỏe như cô. Nhìn cô anh không có biết cô bệnh, nhưng mà khi mà cô đứng lên đó thì mới biết là cô liệt.